Vào khoảng 7 giờ hôm qua 14 tháng 9, tại đoạn đường N2, khu công nghiệp Bắc Vinh thuộc xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Công an thành phố Vinh khám phá chuyên án bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Sĩ Thái sinh năm 1979 trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương; Thái Doãn Phúc sinh năm 1983 trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương; Hoàng Hữu Thế sinh năm 1973 trú tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, có hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ tổng cộng 5 tạ pháo nổ. Khám nhà riêng của đối tượng chủ mưu Nguyễn Sĩ Thái tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, lực lượng công an thu giữ thêm 7 kg pháo nổ. Toàn bộ số pháo trên được các đối tượng vận chuyển từ Quảng Trị ra Nghệ An để tiêu thụ.